Trong hầu hết mọi bài đánh giá hay sử dụng thực tế thì mình đã rất ấn tượng với những gì mà Intel đã có thể làm được. Một mẫu CPU bé tí tẹo trên tiến trình 14 nanomet mà mức giá chỉ khoảng từ 12 đến 13 triệu đồng nhưng có tận 10 nhân và turbo boost cả 10 nhân 4.8 GHz. Và trong quá trình test hiệu năng cũng như là mình đã thử qua thì mình đã thấy rất ấn tượng về những gì mẫu CPU có thể làm được cả hiệu năng lẫn nhiệt độ. Đúng như vậy đấy, Intel Core i9-10850K rất nóng theo nghĩa đen và nghĩa bóng, thế nên các bạn cần sử dụng những hệ thống tản nhiệt phải nói là cực kỳ tốt. Các bạn có thể suy nghĩ về các hệ thống tản nhiệt khí ư? Tin mình đi, các bạn nên bỏ qua những mẫu tản nhiệt đó nếu như bộ cây của các bạn không có hệ thống airflow tốt. Hãy nghĩ tới các bộ tản nhiệt nước để có thể duy trì hiệu suất cao trong thời gian dài. Vì về mặt lý thuyết, nếu như các bên các bạn sử dụng đủ tốt, Intel Core i9-10850K có thể giữ mức xung nhịp 4.8 GHz trên toàn bộ 10 nhân mãi mãi hoặc có thể hơn nếu như các bạn ép xung. Và dĩ nhiên, các bạn cần phải sử dụng một mẫu main xịn sò để cân tốt được mẫu CPU trong thời gian dài. Thế nên bảo kiểu là không gặp bất kỳ một vấn đề nào cả. Thế nên lựa chọn của mình là mẫu bom bình chuẩn Z490 đến từ Acer thuộc dòng Strix. Mình đang có ở đây, có khu vực tản nhiệt VRM rất tốt để có thể cân được i9 trong thời gian dài để giúp các bạn có thể lựa chọn được tốt nhất về hệ thống tản nhiệt. Thì mình đã mang tới đây hai ứng viên xuất sắc là Acer Ryzen 360 và TUF Gaming 240 để biết đâu sẽ là mẫu tản nhiệt các bạn nên lựa chọn để cân được CPU Intel Core i9-10850K. Mình sẽ giới thiệu sơ qua một chút về hai mẫu tản nhiệt. Đầu tiên sẽ là tản nhiệt Ryzen 360. Thì đây là mẫu tản nhiệt có mức giá khá cao của Acer được trang bị RAT tản nhiệt 360, 3 quạt 120 được tinh chỉnh bởi nóc tua. Dưới block CPU còn có hệ thống quạt để giúp thổi gió mát ra 4 hướng. Đấy là lý do chính để mình lựa chọn mẫu main Acer Maximus Hero bởi vì có khu vực VRM rất tốt, kiểu 3 hướng luôn. Quạt khi thổi ra đều ra 3 hướng đấy thì khu vực VRM sẽ rất mát, sẽ giúp cho cái mức nhiệt sẽ ổn định trong thời gian dài. Và ở trên block của CPU có một màn hình LED nhỏ để có thể hiển thị được thông tin tùy thích theo ý chỉnh, các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh qua phần mềm. Còn đối mẫu tản nhiệt TUF Gaming 240 thì có thiết kế đơn giản hơn một chút, với RAT là 240mm, với đó là hai quạt 120 được tinh chỉnh bởi Asitec. Đây một hãng ở nước ngoài thôi, ở Việt Nam thì các bạn không nghe nhiều lắm bởi vì có quá nhiều hãng kiểu xen vào ấy mà. Và được cái thì hệ thống tản nhiệt của TUF có rất nhiều LED RGB ở cả quạt lẫn block CPU. Và bài test của mình sẽ được thực hiện với nhiệt độ phòng là 27 độ C, vỏ cây Acer Strix được lắp đủ các loại quạt. Tất nhiên mình sẽ mở vỏ cây để cho cái điều kiện test được tối ưu nhất. Và khi bắt đầu test, mình đã thử ngay với bài test hiệu năng nặng đô nhất với Prime 95, stress test cả CPU lẫn SKEX. Sự khác biệt thể hiện rất rõ khi mẫu tản nhiệt Ryzen 360 đã thể hiện rất tốt, có thể duy trì max cả 10 nhân đều 4.8 GHz với mức nhiệt độ loanh quanh khoảng 90 độ và rất ít khi bị tụt xung nhịp. Và mức config TDP sẽ rơi vào khoảng độ 280W, cả ba quạt đều quay với tốc độ ở trên 2700 RPM. Thì đây là một điều như mình đã giải thích rồi, đây là quạt được tinh chỉnh bởi nóc tua, thế nên quay rất nhanh. Và khi mình đã thử với mẫu tản nhiệt TUF Gaming 240 thì kết quả cho ra khác hoàn toàn khi nhiệt độ CPU vẫn ở mức khoảng 90 độ C, thế nhưng xung nhịp lại chỉ duy trì ở mức từ 4.1 đến 4.2 GHz và config TDP sẽ khoảng 180W. Và khi mình kiểm tra kỹ hơn thì mình nhận ra rằng cái tốc độ quạt, tức là cái tốc độ vòng quay của quạt thấp hơn rất nhiều khi so với Ryzen 360 khi mà RPM chỉ rơi khoảng độ 1900 vòng. Mình nghĩ đây là lý do chính khiến cho CPU bị giảm xung nhịp và không thể giữ được mức xung cao 1.8 GHz trong toàn bộ các thời gian. Và bây giờ thì mình sẽ show cho các bạn bài test của cả hai mẫu tản nhiệt. Và vừa rồi thì các bạn có thể thấy được đó chính là về phần trải nghiệm hiệu năng. Thì bây giờ thì mình đã show ra bảng thông số chi tiết, các bạn có thể tạm dừng video để có thể theo dõi một cách tốt hơn. Theo ý kiến cá nhân cảm quan của mình nhé, đối với nhu cầu chơi game chuyển động phân giải 2K thì việc các bạn sử dụng tản nhiệt Ryzen 360 hay TUF Gaming 240 gần như không có ảnh hưởng quá nhiều tới trải nghiệm chơi game. Nhiệt độ có thể chênh lệch từ 5 tới 10 độ C nhưng như mình thấy vẫn nằm trong mức có thể chấp nhận được. Và điều thứ hai, nếu như bạn sử dụng với nhu cầu vừa chơi game vừa làm các công việc liên quan đến render hoặc công việc nào đó khiến cho CPU liên tục full load thì theo ý kiến cá nhân của mình, các bạn nên sử dụng cái mẫu tản nhiệt giống như Ryzen 360 để có thể mang lại hiệu năng tốt nhất
hoặc các bạn ép xung thì mình nghĩ Ryzen 360 vẫn đáp ứng rất tốt. Còn nếu như chẳng may vỏ case của các bạn không đủ to và các bạn chỉ sử dụng được các mẫu tản nhiệt kiểu RAT 240, ví dụ như kiểu TUF Gaming 240, thì lời khuyên của mình đó chính là các bạn nên lựa chọn những cái mẫu quạt khác để sao cho cái airflow được tốt nhất và có thể thổi vào RAT nó được bảo đảm ok nhất. Vậy thì ý kiến của các bạn là như thế nào? Lựa chọn tản nhiệt nước All-in-One hay tản nhiệt nước Custom hoặc tản nhiệt khí cho mẫu CPU Intel Core i9-10850K? Hãy để lại ý kiến cho chúng mình được biết ở ngay mục bình luận. Hẹn lại các bạn! Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.